Xin chào các bạn, mình tên là Thân Ngọc Sâm Khuê, học lớp 4C trường tiểu học Phan Thành Tài, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hôm nay, mình rất vinh dự cùng các bạn trong liên đội tham gia cuộc thi video clip Thiếu nhi các dân tộc hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ với chủ đề Em yêu Tổ quốc Việt Nam do Hội đồng đội tỉnh Quảng Nam tổ chức. Bây giờ, mình đang đứng trước khu di tích lịch sử cách mạng Cây Gia Dù thuộc khối phố Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Kính mời quý thầy cô giáo và các bạn cùng theo chân mình để tìm hiểu về di tích Cây Gia Dù nhé. 8 giờ sáng ngày 14 tháng Giêng năm Mậu Thân 1968, một ngày mới với sự tịch mịch khác thường. Ngoài quốc lộ 1, đoạn gần cầu Giáp Ba, khoảng chừng một đại đội lính Nam Triều Tiên thuộc lữ đoàn Thanh Long đóng tại Hội An đang dàn quân lấy Cây Gia Dù làm điểm xuất phát. Bọn lính càng vào xóm, tiếng súng tiểu liên, trung liên từng loạt cùng tiếng la hét của bọn lính áp giải rất nhiều phụ nữ, người già, trẻ em đến Cây Gia Dù ven quốc lộ 1A. Tất cả những người này sau đó đã bị hành quyết một cách dã man. Nhiều xác người bị cháy đen, dầm nước, cục đầu, đứt chân, nhà cửa sẽ cháy sạch trụi. Cách đây 48 năm, lính Nam Triều Tiên đã gom tất cả người già, phụ nữ và trẻ em tại các làng Phong Nhất, Phong Nhị, xã Điền An đến gần Cây Gia Dù và bắn giết một cách dã man. Tổng số người thiệt mạng là 74 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã ngã xuống trên những ruộng lúa đang trổ đồng đồng. Có lẽ cũng xanh mướt như buổi sáng yên tĩnh này. Chúng em vô cùng vinh dự và tự hào được đứng dưới cờ Tổ quốc thiêng liêng, các cờ giai điệu của bài quốc ca Việt Nam. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cương quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa. Bài hát tiếng quân ca đã vang lên trên quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày khai sinh đất nước Việt Nam. Bài ca đã mang theo ước vọng của cả dân tộc đi qua các cuộc kháng chiến trường kỳ. Máu của những người con đất Việt đã tô thắm màu cờ đỏ sao vàng để mỗi người dân được hát vang bài ca vĩ đại trên quê hương hòa bình, thống nhất. Quốc ca là biểu tượng của mỗi quốc gia, gắn với lịch sử đặc biệt, thể hiện ý chí, khát vọng của mỗi dân tộc. Hằng tuần vào sáng thứ hai, chúng em được hát quốc ca, khơi dậy lòng yêu nước cho các bạn đội viên, thiếu niên và nhi đồng. Nhưng hôm nay, chúng em được hát quốc ca tại khu di tích Cây Gia Dù, nơi có máu của những người con đất Điện An, thấm ngọn cờ đỏ sao vàng, thấm những cánh đồng lúa bạc ngàn trời mây. Các thế hệ cha anh đã hát quốc ca bằng tình yêu Tổ quốc, bằng sự nhiệt huyết từ mỗi trái tim cho dân tộc, cho quá khứ, cho hiện tại và tương lai. Ngày nay, chúng em, những đội viên của liên đội trường tiểu học Phan Thành Tài, lại cất lên lời ca thiêng liêng và vinh quang ấy với lòng tự tôn dân tộc, với khát vọng xây dựng quê hương đất nước vươn cao, vươn xa trong thời đại mới. Chú ấy, nghiêm, cho con.